giảm giá để cho thích nghi với thị trường hiện tại. Lớp xe thì hiện tại đang là lớp zin theo xe nha, 4 lớp là zin theo xe. Khách hàng rất là kỹ luôn, ảnh còn dán thêm những cái miếng carbon này nè để mà chống chày á. Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Thì cái hôm vừa rồi anh chị, trong tháng rồi á, thì có một sự kiện là ra mắt cái mẫu xe Innova mới á, xe nhập khẩu. Thì và với một cái mức giá anh em biết á, chỉ có 810 triệu thôi, 810 triệu cho chiếc xe Innova mẫu mới nhập khẩu luôn. Thì một mức giá mà theo dự đoán á, thì nó thấp hơn rất là nhiều so với dự đoán của đại đa số khách hàng cũng như là từ phía đại lý. Đó là lý do mà tại sao những cái mẫu xe cũ Innova anh chị, mà cái mẫu trước đó thì nó trở nên là nó sẽ hạ giá xuống để mà làm sao cho nó phải cân xứng với cái việc mà anh chị lựa chọn xe cũ và xe mới. Và trước cái đợt đó thì Minh Thắng có mua về hai chiếc xe Innova phiên bản là số tự động sản xuất năm 2022, và mua với một cái tâm thế là cái chiếc xe Innova mẫu mới ra mắt á, là nó sẽ với mức giá loanh quanh khoảng trên dưới 1 tỷ, nhưng mà ra mắt chỉ có 810 triệu thôi. Và đó là lý do mà hôm nay thì Thắng sẽ đi quay lại hai chiếc xe cũ có một cái chương trình giảm giá để cho thích nghi với thị trường hiện tại. Tại vì xe cũ thì nó như vậy anh chị, không phải lúc nào mình dự đoán nó cũng đúng đâu. Thị trường như thế nào thì Thắng sẽ điều chỉnh để làm sao cho nó hợp lý, để anh chị lựa chọn được chiếc xe nó hợp lý về chất xe này, cũng như là hợp lý về giá cả chúng ta bỏ ra nữa. Đó, thì anh chị coi video biết được chất xe, biết được giá cả, chương trình khuyến mãi từng thời điểm, rồi chúng ta sẽ đưa ra được cái nhận định và hiểu được là bên Thắng sẽ hoạt động theo kiểu làm sao. Ngoài cái việc mà mang đến cho anh chị những sản phẩm chất lượng á, thì còn đem đến cho anh chị một cái sản phẩm đó nó phải với mức giá hợp lý nữa, chứ không phải là nó quá cao so với xe mới. Đó, thì mong anh chị hiểu được điều đó nha. Và hai chiếc xe Innova số tự động mà Thắng muốn nói ngày hôm nay á, là một chiếc là bản G, còn một chiếc là bản Venturer nha. Hai xe thì đều đã được làm đẹp xong hết rồi anh chị. Xe thì chuẩn đẹp, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà do ảnh hưởng về thị trường thì giá cả sẽ được giảm giá hợp lý nhất có thể. Có thể là mình đang sẽ bán hòa vốn anh chị, hòa vốn hoặc là lợi ích thôi. Còn bán lỗ thì mình đang sẽ không bán đâu. Tại vì những cái xe này nó không cần thiết phải bán lỗ anh chị. Thì đó là một chia sẻ riêng về cái vấn đề về tình hình kinh tế, tình hình về kinh doanh xe thôi. Thì cho anh chị hiểu được cái đó. Và quan trọng hết không phải vì những cái gì mà Thắng nói nãy giờ nha, quan trọng hết đó, vẫn là cái nhu cầu của anh chị về chiếc xe, nó có thực sự có nhu cầu hay không thôi. Và chúng ta có thực sự thích cái xe hay không thì chúng ta lựa chọn đó. Còn về giá cả thì có thể là nó nhỉnh hơn xíu, nó đỡ hơn xíu, thì nó cũng là cái bổ trợ thêm thôi. Rồi chiếc đầu tiên là chiếc Innova số tự động bản G sản xuất năm 2022, xe đi được 46.000 cây anh chị, 46.000 cây, màu trắng rất là đẹp luôn. Xe thì khách hàng chạy được 40 mấy ngàn, nhưng mà chưa sơn dặm lần nào luôn anh chị, chưa sơn dặm lần nào luôn nha. Nước sơn zin là 100%. Nhưng mà khi về bên Thắng á, thì bên Thắng phát hiện ra có một số vết chày xước, thì bên Thắng đã tiến hành sơn lại. Cho nên là hiện tại xe không còn sơn zin 100% nữa. Cái này là Thắng chia sẻ trước để anh chị nắm được. Mà sơn ở trong hãng thì nó giống y chang như xuất xưởng xe mới anh chị, cho nên chị khỏi lo cái đó. Nhìn thì anh chị sẽ không biết được là chỗ nào sơn lại đâu. Tại vì sơn trong hãng có máy pha màu, có phòng sơn, thì mọi thứ nó giống như cái xe xuất xưởng vậy đó. Rồi về xe thì phía trước nè, mà ca lăng kiểu mẫu mới nè anh chị. Lớp xe thì hiện tại đang là lớp zin theo xe nha, 4 lớp là zin theo xe. Đối với chiếc lớp này anh chị dùng khoảng độ thêm 20-30 ngàn cây nữa thì chúng ta mới thay nha. Nó còn khá là dày luôn anh chị, mâm mới. Đăng kiểm đường bộ thì xe thì còn đăng kiểm tới tháng 1 năm 2025, còn đường bộ thì hết rồi, nhưng mà bên Thắng sẽ mua lại cho anh chị nếu mà anh chị mua mẫu xe này. Gương thì được ốp gương nè, xe thì đã có dán phim che mưa, đường viền chăn kính, những cái này được khách hàng trước người ta trang bị lên, bên Thắng để lại luôn. Rồi phía sau xe nè anh chị, lớp dự phòng phía dưới là chưa hạ nha. Đây, gầm bể mới tinh, lớp dự phòng chưa hạ. Xe này tại vì nó sản xuất năm 2022 á anh chị, thì nó sẽ tiếp nối được cái chương trình bảo hành đối với xe mới. Tại vì anh chị mua xe mới thì được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 cây đúng không? Thì cái xe này nó vẫn tiếp nối được bảo hành tới năm 2025 hoặc là đến 100.000 cây.
tùy vào điều kiện nào đến trước, chúng ta tiếp nối được cái đó. Tại vì xe đã đảm bảo về cái khâu mà không có đâm đụng tai nạn ngập nước anh chị, thì những cái đó thì chúng ta sẽ được tiếp tục cái bảo hành. Rồi bên trong xe, bên trong xe thì được khách hàng trước người ta trang bị lên bộ ghế da nè, bộ ghế da màu nâu, rồi bật lên xuống inox, chạy sàn simili, xe hộp số tự động là 6 cấp. Khách hàng rất là kỹ luôn, ảnh còn dán thêm những cái miếng carbon này nè để mà chống chày á, rất là kỹ luôn anh chị. Tappy thì cũng được bọc lại da nè, cùng màu với màu ghế anh chị. Đầu DVD là zin theo xe nha. Xe này thì thiếu cái camera anh Trình, thì bên Thắng sẽ hỗ trợ chặn thêm cho mình nha, cho đủ bộ luôn. Có đề startup nè, bên trên thì chặn nỉ zin, không có bọc gì hết. Những cái miếng là ốp dán miếng carbon nè. Tappy thì mới tin. Rồi chiếc đầu tiên nha, chiếc đầu tiên Innova số tự động bản G 2022. Và hiện tại thì bên Thắng đang chào bán cái xe này với mức giá là 785 triệu, và giá cả sẽ linh hoạt hết mức có thể. Quan trọng là anh chị có nhu cầu nha. Tại vì cái thời điểm mà như nãy giờ ở đầu video Thắng nói rồi đó, tại vì cái thời điểm mà bên Thắng mua cái mẫu xe này, nó rơi vào cái trường hợp là chưa có ra mắt cái xe Innova mới. Bây giờ nó ra mắt rồi, giá như vậy thì phải điều chỉnh lại thôi, sao cho nó hợp lý. Thì anh chị cứ có nhu cầu cái liên hệ là Thắng sẽ báo giá cái chương trình khuyến mại để cho anh chị nắm. Thì nó có thể dao động tầm khoảng từ 10, 20, 30 gì đó, thì tùy vào cái thời điểm mà anh chị chốt nha. Rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ hai là cũng là sản xuất năm 2022 luôn, nhưng mà nó là phiên bản Ventura. Ventura. Xe này thì bản Ventura so với cái bản G anh chị thì nó chỉ khác nhau về bộ body thôi, hai xe thì đều là màu trắng ngọc trai hết. Xe này đi được 33.000 cây nha, 33.000 cây. Chất xe thì cũng y chang xe kia, không khác gì hết. 4 lớp đều là zin theo xe và lớp dự phòng chưa hạ. Đó, mọi thứ y chang xe kia. Đăng kiểm đường bộ thì xe này tới tháng 3 2025. Đường bộ thì bên Thắng cũng sẽ mua mới cho anh chị luôn. Dán phim, che mưa, chắn cửa cũng có đủ. Hai xe y chang nha. Nhưng mà anh chị thích bản Ventura này á, thì có thể lựa chọn xe này. Chiếc này thì giá hiện tại đang để là 810 triệu nha. Hơn cái xe kia là 25 triệu. Nhưng mà giá đó chỉ là giá mà thời điểm trước thôi, còn bây giờ thì nó cũng sẽ áp dụng cái chương trình giảm giá giống như cái xe kia là từ 10, 20 cho đến 30 hoặc có thể hơn nữa, nhưng quan trọng là cái thời điểm mà anh chị chốt cái mẫu xe này thì cứ lên coi, thì mình sẽ đưa ra mức giá tốt nhất có thể để mà làm sao là bán được hai mẫu xe này để mà mua lại cái xe khác với một mức giá khác. Rồi bên trong xe thì xe này thì nó chưa có bộ ghế anh chị, vẫn còn là bộ ghế nỉ riêng theo xe nè. Đó, có chạy sàn rồi, ghế thì chưa có nha. Anh chị thích thì bọc lại bộ ghế da cho anh chị luôn. Đó, trần nỉ zin, xe cũng chưa có camera hành trình. Đầu DVD là zin theo xe nè, đề startup giống như xe kia thôi, không khác gì hết anh chị. Xe này thì có vẻ phụ kiện ít hơn xe kia anh chị. Xe kia là lên bật lên xuống inox rồi bọc tappy da rồi nhiều quá, còn xe này không có gì hết nha. Nhưng mà anh chị yên tâm, anh chị bên Thắng có thể tặng full phụ kiện cho anh chị nếu mà anh chị muốn nha. Bên trên nè. Và hai mẫu xe này thì Thắng đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng được tới 7 năm là anh chị, góp được tới 7 năm là xe 2022 và được 75% giá trị xe nha. Anh chị trả trước đâu đó đối với mẫu xe này và xe 2022 bản G kia thì trả trước cây 25% đây, 25% cho 800. Thì anh chị trả trước đâu đó tầm khoảng 200 thôi là chúng ta góp được 7 năm rồi. Còn về hồ sơ thủ tục cũng như là chương trình khuyến mãi áp dụng như thế nào thì anh chị cứ gọi cho Thắng đi, rồi Thắng sẽ báo qua điện thoại, anh chị nắm lên coi xe rồi chúng ta quyết thôi. Rồi Thắng cũng rất cảm ơn anh chị đã xem video về hai mẫu xe Innova ngày hôm nay nha, và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.